Người ta thường nói về những cô gái 27 tuổi, về một mái ấm gia đình, về một công việc sáng đi chiều về, về những câu chuyện dang dở giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lẽ thường, các cô gái 27 tuổi sẽ đau đầu với những chuyện như thế lắm. Thế mà giờ đây, khi mình vừa tròn 27 tuổi, mình lại như không giống lẽ thường. Các bạn đang đến với chương trình cảm xúc âm nhạc trên radio.net.vn cùng ca khúc Cuối cùng anh cũng đến của ca sĩ Harry Won. Ngay sau đây hãy cùng Hồng Trinh đến với những câu chuyện của những cô nàng 27 tuổi nhé. Năm 25 tuổi, mình đọc được câu phụ nữ sau 25 tuổi không khác gì quạt điện giữa mùa đông, để đâu cũng thấy không hợp, ngay cả bố mẹ đẻ cũng chê mình chiếm chỗ trong nhà. Lúc ấy, mình yên tâm lắm vì vẫn mang rằng mình mới 25 tuổi, tức là mình còn có hẳn 1 năm để sống khác cái quạt điện mùa đông ấy. Bẵng qua tuổi 26, mình vu vơ mà quên mất chuyện cái quạt điện vì còn bận tao chuyện ở cơ quan. Thế rồi đùng một cái, mình sang 27. Dù bố mẹ giờ đã nghĩ mình thích cái quạt điện nằm dưới nhà mùa đông rồi, thì thoảng cũng nhắc khéo rằng em gái nhà bên vừa đến vài tuổi cũng đã lấy chồng rồi đó, rồi bà Phương bên cạnh cũng có cháu bé rồi. Thế mà mình vẫn hồn nhiên lắm, mở cây cho mẹ nghe bài bao giờ lấy chồng, rồi cười hớn hở thông báo rằng xuân đậy con chưa lấy chồng đâu, lại còn đòi mẹ mừng tuổi. Nếu như vài năm trước, việc trở thành bé ế đơn giản chỉ là chưa có nổi một anh người yêu, hay đơn giản thấy các bạn có người yêu rồi mà mình không có thì cũng thấy thiếu thiếu. Còn giờ đây thì khác rồi, dù luôn tỏ ra tươi vui nhưng trong lòng những cô gái 27 tuổi luôn phải chịu một áp lực vô hình từ mọi phía, từ bố mẹ, gia đình, bạn bè, xã hội. Chiếc quạt điện mùa đông năm nay bỗng bớt đi vài phần vui tươi, nhưng ý nghĩ ấy chỉ đôi khi mệt mỏi quá mới xuất hiện thôi, còn bình thường mình vẫn dở hơi hầm hấp lắm. Bạn đời tương lai à, tất cả những sự dịu dàng này sẽ dành cho bạn. Có những cô gái vì đến tuổi lấy chồng nên quyết định lấy một ai đó có thể không phải là người yêu nhất nhưng là người đã trúng thời điểm nhất. Có những cô gái vì áp lực lấy chồng nên quyết định lấy một ai đó có vẻ được là tốt rồi. Còn riêng những chiếc quạt điện mùa đông, dù bị cả thiên hạ soi mói, đôi khi nhìn với ánh mắt cũng già rồi đấy, nhưng nhất quyết không chịu biến thành một chiếc chăn bông mà ai ai cũng yêu thương mùa lạnh giá. Những cô gái đôi khi chẳng lo lắng ngày mai mình sẽ mặc gì, để tóc gì, kẻ mắt tô môi như thế nào, nhưng đôi khi lại dành đến vài tiếng đồng hồ chỉ để review một màu son mới nổi. Những cô gái có sự giản đơn mà phức tạp lạ lùng. Những cô gái thay vì lên mạng theo lời của mấy đứa em thì hủy gõ bàn phím để set up cho những cuộc hẹn hò hay mai mối, thì lại làm những điều mình thích, ngồi xem chương trình của thần tượng, cười như vớ được vàng khi gặp một cuốn sách hay, vui thì cười, buồn lại khóc, chứ chẳng thèm đeo cái mặt nạ nào như thật. Những cô gái luôn bị đánh giá là khó tính, khó chịu khi nhất quyết phải giặt đồ bằng tay, ăn xong là phải dọn dẹp sạch sẽ ngay cho bằng được, rồi đến cái lỗi chính tả của đứa em cũng phải sửa, nếu không thì ngứa mắt lắm, nhưng lắm lúc lại dễ dãi buông thả kinh khủng thì thế nào cũng được. Trong những cô gái ấy có mình, năm mình 27 tuổi, mình từng thấy tình yêu là một điều gì đó thật lãng phí khi những mối tình đi qua chỉ mang theo những vết thương. Mình từng khóc như mưa, từng yếu đuối, từng thấy bản thân thật nhỏ nhen, ích kỷ, xấu tính và chẳng ai yêu thương nổi với cuộc đời này. Nhưng bạn đời tương lai à, năm mình 27 tuổi, mình nhận ra rằng giữa những sự yếu đuối đã qua, mình vẫn mong sau này được gặp bạn. Mình chẳng vội đâu, mỗi ngày vẫn cố gắng để trở nên xinh đẹp, dịu dàng, dù có lúc công việc bận rộn đến nỗi trở về nhà đã 10 giờ đêm, nhưng vẫn cố nấu một bát canh thật ngọt vì nghĩ sau này bạn cũng cần như vậy. Mình vẫn cố gắng để bản thân trở nên thật tốt, thật giỏi. Mình cố gắng đọc nhiều sách để thấy thế giới xung quanh cũng vô vàn điều đáng yêu lắm. Hôm nào rảnh ở nhà lại vu vơ cắm mấy bông hoa khô, giặt vơi chăn gối thơm thơm mùi nắng. Mình còn nghĩ mình phải giảm béo, mình phải tập thể dục để khỏe, vì có khỏe thì làm gì cũng được. Ai lại trở thành một bà cô không hay bao giờ. Và chợt nhận ra những điều trong trẻo này mình đều muốn dành cho bạn. Bạn đời tương lai à, dù sau này mình có xấu xí già nua đến thế nào đi nữa, thì những sự dịu dàng, yêu thương mình chắp góp vẫn sẽ dành cho bạn.
mình sẽ để dành tất cả cho bạn. Còn bây giờ, trước khi gặp được bạn, mình nghĩ mình cứ phải xinh đẹp và lạc quan để làm nốt bổn phận của một chiếc quạt điện ngồi đan bạn nhỉ. Các bạn vừa đến với chương trình cảm xúc âm nhạc của Radio Net News, được phát sóng vào lúc 19 giờ các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên netnews.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.